Ôi, Minper Katha Pan cũng được đấy. Minper Katha Pan chưa biết được đâu. Bơ Pan nó vả ra thì rơi ngô. Thôi đừng ấy. Rồi rồi. Khổ thì ông muốn lăng xê thì ông phải có tiền chứ khổ. Giờ ông cứ lướt bọt không. Bò khô thì gọi ra không anh em chữa được cái sợi nào vào mồm cả. Bò húc cũng vậy. Gọi ông gọi toàn bò à thôi. Mà tôi được cái miếng nào đâu. Ông cần phải xem xét lại bản thân tí đi. Làm ăn như vậy mất lòng lắm. Alo. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu chung kết. Sẽ đấu đầu tiên AC Dan xuống con đầu cánh căng cò. Và đây là Tom cầm Samurian trong cánh đây rồi. Tom cầm chủ lực nhiều khả năng trận thi đấu này Tom sẽ lại người cầm chủ lực thôi. Và đánh máy của Vịt BM. Vịt cầm Roman. Gà nhổn đâu, úi dồi ôi, nhổn cầm Katha. Từ từ đã. Xem chiến thuật là thế nào. Khi mà Vịt BM đang có một bài mà giúp góc cũng khá đẹp. Chưa biết đâu một lần. Vâng, bây giờ thì Katharian đến từ game thủ Gunny. Gunny đang có bài cầm Katharian khá được. Vâng, ba con hiêu đã về nhà chính nhà cầu thủ Gunny rồi. Và bây giờ thì ba con voi. Vâng, Gunny ngày hôm nay anh đã có duyên lên truyền hình. Nhưng mà tự nhiên từ đầu đến giờ thì như tôi lại không bỏ ý, không để ý và bỏ qua anh. Vâng, hôm nay anh cũng lại đi cùng một thiên thần vào đây rồi. Một bãi quả không thể tuyệt vời hơn. Gỗ đầu hơi xa tí thôi. Cái bài này mà gần thêm tí nữa thì gọi là chấm hết luôn. Con thứ tư. Không phải con thứ tư. Và như vậy là ba con đứng cạnh nhau. Một bầy voi, một bầy hiêu và một bầy quả dành cho game thủ Gunny trong trận thi đấu này. Vâng, 37. Vâng, 37. 37 thì nghe vẻ nó giống 37. Và dường như tối nay sẽ có con 37 của chúng ta hãy cùng chờ đợi. 6 giờ sẽ nổ trên Tăng Mặt Hổ. Vâng, 37 thì tương nhiều khả năng là 37. Cứ dịch theo kiểu của Trạng Tí vậy đi. Vâng, theo cái kiểu chơi chữ đi. Bây giờ thì con voi thứ hai đang về đến nhà của mình rồi. Rất tươi. Bây giờ thì con voi thứ ba đang được câu về với nhà của game thủ Hưng Nhổn. Vâng, tối nay mà nổ 37 thật thì có lẽ là thực sự là cũng rất tươi. Vâng, sinh viên sẽ đỡ bị chết đói ở trong những ngày cuối năm. Vâng, cán bộ công chức thì có tiền biếu sếp. Thậm chí những người còn không thì những người mà đã đủ tiền thì lại có tiền rủng rỉnh mừng tuổi. Nếu tối nay nổ con 37. Và bây giờ thì con voi thứ 3 đang được về với nhà của game thủ Hưng Nhổn. Vâng, bây giờ thì Hưng Nhổn đang cầu tiếp con voi thứ 3 về với nhà chính nhà của mình. Rất hay. Con voi thứ 3 xong rồi. Cực chất cắt ra mấy quả. Rất tuyệt vời dành cho game thủ Hưng Nhổn trong trận đấu này. Vâng, ngừng xin dân. À không, đúng rồi. Thông tin từ khán giả báo về thì dường như là chưa thấy vàng. À đây rồi, vàng ngay đây. Vâng, khổ. Vâng, đối với Hưng Nhổn thì có lẽ là sẽ rất ít khi lỗi, bởi vì đối với những cái người đánh chém phũ thì người ta rất luôn chú ý đến bãi vàng ngay từ đầu cơ. Bảo sao mà Hưng Nhổn ấy không đi tìm vàng, bây giờ thì bắt đầu dâng hai dân đi chém. Không phải chéo cánh rồi chứ, như vậy là Tôm dâng là chém thì phải. Không, cũng 26 dân đấy, không đùa đâu. Tôm đang rất gấu, một bài nhà xấu và anh đang dâng lờ. Dâng A để bắn nhà Minwan ở đâu đó. Bắn nhà Minwan bên kia có một pơ nữa, dâng A là chuẩn. Vâng, dâng A là chuẩn. Không phải lờ liếc làm gì.
Nhưng mà trận thi đấu này thì nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua núi mới đánh thì phải. Cũng có một bài cầm AC đầu cánh và sau đấy là lên đời muộn. À không phải, không phải. Nó cũng là cái góc mà thôi nhưng mà không phải cái bài như này. Không phải cái thế quân như này. Không, Dũng Con ngày hôm nay lên đời sớm phết đấy, không đùa đâu. Đóng BB rồi, tí làm cái BB nữa cạnh BB đầu tiên nó sẽ tốt hơn. Vâng. Màn hình máy của Tom. Tom 26. Và đây là Việt. Ôi. Ôi. Không lắm ấy. Kích coi. Ôi. BM với L đã được đóng và bây giờ thì xúc một cái BS vào đây. Quá tươi cho Việt. Chúng ta cũng thấy. Vâng. Vâng, bây giờ thì Việt đang rất trâu. Nâng công luôn. Bài này mà có cầm Yamoto mới là tươi. Bài này cầm Yamoto thì gọi là chấm hết luôn. Đây màn hình máy của Tom, màn hình máy game thủ nhổn chạy dò đi. Nhổn chạy dò chưa? Đây là một chiếc BE nữa dành cho Nhổn. Và bây giờ thì anh bắt đầu vít E xung quanh chiếc BS. Rất chất. Đây rồi, màu 6. Màu 6 là gì? À, pơ ăn quả. Rất hay. Vâng, pơ thì cứ mơ đi. Bây giờ vâng, cứ gặp pơ ăn quả tôi cũng thấy nó nhẹ nhõm đi được phần nào. Bây giờ thì tôi thấy pơ ăn quả dường như là vâng, dường như là thấy pơ ăn quả thì chẳng nhẽ anh lại bỏ qua. Hả, bỏ qua pơ ăn quả. Á, thể pan. Một y vào mồm chứ còn gì nữa. Y nặng y. Quá hay. Kìa con giò. Vụt luôn chứ còn gì nữa. Ái ra. Con giò pơ có công giáp thì phải. Rất đau. Chúng ta có thể thấy He thì cũng đang điều giò cực tốt. Vâng. Vào đây. Vâng, có ra đấy không? Tôi chỉ sợ nó đầy đủ công giáp khi lại chết hết đống nông dân. Tự nhiên thò tay bóp cổ. Buồn cười. Mất. Ok. Nó lại vẫn ra được kìa. Vẩy vào. Vẩy e đó kìa. Ôi hết gỗ mới đều. Vào đi. Bãi gỗ của pơ. Ui giời ơi, nó tọa đúng cái chỗ mà thật sự là đúng điểm G luôn. Chúng ta có thể thấy nó tọa đúng điểm G và bây giờ thì vụt thôi chứ còn gì nữa. Nó sẽ phải vụt. Vâng, con lạc đà nó sẽ phải vụt. Vụt liên tục. Là nông dân pơ. Đây rồi, y đang đâm vào nhà của Taliban. Cánh bên này là một pơ một pan, nhà Minwan ở đâu? Màn hình máy của Tom. Tom đang có một bài dâng A. Và liệu rằng Tom đã thấy được nhà Minwan. Úi giời ơi. Pan đang chém khá gắt. À, nhà Pan đầu cánh nhà của game thủ Gunny. À, của game thủ tiểu Lòng Bạch Tiêu. Lòng Bạch Tiêu đang giật hốc. Khá chất. Đây là Việt cầm Roman. Việt đang có một bài thủ phù ấy rồi. Ô, lọt vào nhà của Meo Meo. Rất hay. Con ngựa giò của Việt đang và ngựa chém đang đầy đủ công giáp. Không ngủ được, quá hay. Bây giờ thì Tôm đang bị ốp A. Nhưng bây giờ thì anh cần phải tụ được cung A, tung cung R để bắn vào nhà cung A. Mình máy của Nhổn đi, Nhổn đang đâm y. Hay lắm Nhổn ơi, rồi ôi. Cực kỳ phũ dành cho Nhổn luôn. 25/56. Chúng ta có thể thấy kìa, bãi vàng đang bị đi, nâng bánh xe. Bây giờ mới nâng, thôi thế cũng được. Rất tốt, nhà của Pan đang đâm y. Đang bị đâm y một cách rất rát. Chúng ta có thể thấy Pan đang bị đâm y một cách siêu khó chịu. Nhà của Nhổn thì lại không có gỗ để có thể sửa nhà, sửa nhiếc, linh tinh đủ các kiểu. Vâng, bây giờ thì chúng ta có thể thấy Nhổn vẫn đang rất phũ với một cái bài cầm Katarian của mình. Bơm đồ cho màu 1 để cho Dũng Con khỏe. Tôi không dám chuyển cho màn hình máy Dũng Con luôn. Tôi thề như vậy. Màn hình máy của Việt đi. Việt là 34/52. Đã hở bãi gỗ rồi, bây giờ thì Việt anh cần phải to nhanh hơn. Đây thời điểm chưa cần sóc dân nhiều mà cần phải sóc quân thì đã. Nếu không thì Việt cũng sẽ bị những đơn chém lọt vào thì cực kỳ đau. Màn hình máy game thủ Tom. Tom có 20 rồi. Tom dâng A không được tốt trong trận đấu rồi. Một trận thi đấu mà Tom dâng A thực sự là quá phế. Khi mà lạc đà pan của đối phương chém cực kỳ gắt. Và bây giờ thì có cả gà Meo Meo đang đuổi theo. Gunny vẫn đang giữ một cái tham 25. Thôi đến thì Tiểu Bạch Long đi. À, được. Được rồi. Tiểu Long đang bị có một tên đít ra ngoài. Vâng, đít ra ngoài rồi. Thôi thì cũng được đấy. Mình máy game thủ Tiểu Bạch Long là 43. Đây là Tom. Tom vẫn đang có cung R. Bắn nhà Minwan chưa? Chưa bắn nhà Minwan. Đây là màn hình máy game thủ Gunny.
Úi giời, úi giời, còn gì bằng, còn con nữa cơ. Ôi trời chết, mất con lạc đà. Mất con nữa, mất con này thì căng quá này. Ôi trời chết, mất thật mới đều. Mất thì lại đen. Khổ vậy, ăn nhau mỗi con lạc đà thôi. Hơn con lạc đà là hơn hơn bao nhiêu luôn. Mèo mèo cũng đang có một bài cầm Katarian. Rất phũ. Màn hình máy của game thủ Việt BM. Bây giờ Việt BM đang có một bài phải cần phải trâu ấy đi. Đây rồi, mèo mèo đã bị Việt BM bắt bài rất hay. Chúng ta có thể thấy. Giờ thì vào ăn dân. Rất hay, Việt BM đang vào ăn được dân của game thủ mèo mèo. Mèo mèo có một bài cầm Katarian khá trâu, chúng ta có thể thấy. Mèo mèo cầm Katarian vẫn đang còn rất đông lạc đà. Và bây giờ thì anh đang bị những con sọc đơn rỉa dân dần dần theo thời gian. Màn hình máy của game thủ Tom. Tom 18/44, còn đây là Tiểu Bạch Long. À, vừa ăn được đống nông dân của He He rồi. Tiểu Bạch Long 56/88, Tiểu Bạch Long to là tôi yên tâm. Bây giờ thì cung Nga của Minwan đã lên xong. Cung R thì chưa phải là 7+2. Cũng là một thế khó khi mà Tom dâng A không làm được cái gì cả. Đây là Việt VM 50/56. Nâng bổ gỗ và Việt VM nhiều khả năng anh sẽ phải lên 4 thôi. Việt VM bây giờ có lẽ nhiều khả năng phải lên 4. Nhưng ai sẽ là người thủ cho Việt VM mới điều quan trọng. Màn hình máy của Tôm 18/48. Còn đây là Tiểu Bạch Long là 60/88. Vâng, cung Nga đang đẩy đi một cách khá là kinh nghiệm. Chúng ta có thể thấy BB đang đẩy cung Nga một cách rất kinh nghiệm luôn. Và cung Nga đi thám thính tình hình cũng như là đi bắn bo nhỏ của các thủ súng con. Để cho súng con cũng không có một bài siêu khỏe được. Thám thính tình hình để có thể bắt bài của súng con. Bây giờ thì anh cần phải đóng nâng cấp ấy đi anh. À, trận có 2 nâng xong rồi. Bây giờ thì lạc đà fan của Yugi to vậy. Gunny lại cũng đang dummy vào nhà của Katarian. Rất hay. Việt thì đang khỏe. Như vậy đấy là một dấu hiệu tốt. Và bây giờ thì Y vẫn đang được xả liên tục vào nhà của game thủ Mèo Mèo. Để khiến cho Mèo Mèo phải chạy dần điên cuồng, điên loạn trên bản đồ. Màn hình máy của Việt 53/72. Việt thủ phù thôi chứ không thủ Y nữa rồi. Và thôi thế thì cũng được rồi. Chém đó là chém 4. 55/72. Bây giờ thì nhiều khả năng là Việt M sẽ nhảy 4 rồi chứ không châu chém nữa. Vâng, châu chém đánh Minwan thì cũng sẽ rất khó cho Việt bởi vì đường nhà của Việt sang nhà của Dũng Con không phải là quá gần. Chính vì thế mà cái việc mà đánh chém bảo kê Dũng Con một điều khá là sai lầm. Tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì một bài mà nhà của Việt bắt đầu gần hết rừng rồi. Anh cần phải ra ngoài để ăn gỗ thôi. Nông dân ở cánh rừng thông dường như đã hở, Việt M anh cần phải chú ý hơn. Vâng, ở cánh rừng thông đã hở thì phải. Màn hình máy của game thủ Tom Show Kill là 23/52. Bây giờ thì cung R sẽ là vô vị. Rất khó để có thể vào nhà Minwan nữa. Bắn bãi vàng. Đúng rồi. Bãi vàng cần phải được chơi. Chúng ta có thể thấy rất hay luôn. Bãi vàng của game thủ Tom Show Kill. À, của game thủ BB. Nhà Minwan khá xấu. Một bài kia. Vâng, một bài cầm Minwan rất xấu từ game thủ BB. Hình máy của Việt BM chủ động đào vàng thêm bãi thứ 2 và thứ 3 nhảy 4 thôi Việt ơi. Anh đã đăng tay to rồi. Vâng, tay to là cực kỳ phú thành cho Việt. Và đây mà hình máy AC Gan của game thủ Dũng Con. Và liệu rằng ốp nhà Minwan trong turn này không. Lạc đà pan vẫn đang còn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy lạc đà pan đang rất nhiều. Và rất khó có thể ốp nhà của Minwan. Việt BM anh dắt quân rồi. Việt M cần chú ý hơn. Vâng, Tiểu Bạch Long thì châu quân đấy là điều đơn giản. Anh cần phải tăng A liên tục. Khi mà bây giờ thì lượng gỗ đang rất nhiều. Và Việt cần phải cô lập nhà Minwan bằng những kích cung R của mình. Xong sau đấy là đưa cho Việt lên 4. Sao không phải là một cái bên N? Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Pan dâng L trong trận thi đấu này mới dị. Vâng, Pan dâng L mới kinh điển. Chúng ta có thể thấy Pan dâng L vào một cái bài mà Yugi vẫn đang ăn hoang quá tốt luôn. Một trận thi đấu mà Yugi anh cầm Pan thật sự là khỏe. Cầm Pan khá khỏe luôn. Và đây là màn hình máy của game thủ Việt BM. Việt BM đang bị cung Nga đẩy sang mới là dị. Chúng ta có thể thấy. Vâng, tên cung Nga to được đẩy đi. Chúng ta có thể thấy không đẩy vào nhà của Dũng Con mà đẩy vào nhà của Việt BM.
Một chiến thuật quá chuẩn của các cầu thủ bên phía team Liên Quân. Dường như vâng, Bibi và He Canh vẫn đang thể hiện được cái độ phũ của mình. Vâng, 55/104. Lạc đà màu 6 cũng đang ở đây. Vâng, bây giờ thì thủ kiểu gì đây? Rất khó thủ luôn, Tham Lai đang bị đè. Vâng, có lẽ sẽ quýt thôi. Quýt rồi, tỷ số là 3-2 các cầu thủ phía team Liên Quân trong trận đấu này. Một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy cùng Nga Minh Hoan đẩy một cách cực kỳ tinh tế. Không đẩy qua nhà của cầu thủ Chúng Con mà đẩy thẳng vào nhà cầu thủ Việt M luôn. Tôi nghĩ là quá xa, vẫn quãng đường xa như vậy nhưng cùng Nga Minh Hoan vẫn quyết tâm dắt đến tận nhà của Việt. Một trận thi đấu mà dắt đến nhà của Việt một cách quá tốt. Chúng ta có thể thấy Bibi đang có Bibi đang có một trận thi đấu quá hay. Một trận thi đấu mà Pamiran đã đi vào nhà cái thủ Việt và đi vào nhà cái thủ Dũng Con để cho Dũng Con không thể đẩy quân được ra nhiều, ốp vào nhà của Bibi. Trong khi đấy thì Bibi vẫn đang đẩy một quick quân to đi và không hề ai biết, không một ai biết Bibi đang đẩy quân đi. Và chúng ta có thể thấy Bibi đẩy cũng Nga khôn ngoan như nào và cái đầu có sạn Yugi đã phát huy tối đa tác dụng trong trận đấu này khi mà anh đã cầm những kích lạc đà ban cực kỳ to để có thể khiến cho nhà của game thủ Dũng Con không để có thể khiến cho nhà game thủ Dũng Con không thể có một bài công chết được nhà Minh Hoan. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo thôi, trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai. Đây là một trận thi đấu mà Tom Soukill anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình với một cái bài cầm Summerian dâng A. Anh đã không chờ chết được Minh Hoan trong trận thi đấu này.